Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. À thì ngày hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp nên mình đã quyết định mình sẽ review chiếc xe Simpson S51 đời 1989, nhưng mà phiên bản là khá là đặc biệt ở Việt Nam nói chung cũng như là Sài Gòn nói riêng ha. Đó là nó sở hữu một bộ điện vét. Đây các bạn sẽ xem ở đầu video đó, đây xe là Simpson S51 12V VET. Đó. Rồi, ok các bạn, thì là nếu như các bạn nào mà đã theo dõi kênh của mình là lâu rồi á, ngay từ đầu á các bạn sẽ thấy là năm 2019 á là chiếc xe của mình nó không có như thế này đâu. Đó mà là nó ở cái clip này nè các bạn. Thời điểm đó là mình vừa mới rước Simpson của mình từ ở Hà Nội vào Sài Gòn theo đường tàu hỏa nha các bạn. Thì lúc đó là xe lại vẫn là 12V nhưng mà nó lại đang đi điện Honda các bạn. Chỉ có cái mâm lửa là mâm lửa Zin thôi, còn lại là Honda. Cho nên nó là thỉnh thoảng là cả hai nó không có thích hợp với nhau á, cho nên là gây ra những cái hỏng vặt. Đó. Thì cho nên đến năm 2021 á thì bạn thấy ở cái video này nè. Đó là các bạn Simpson, các bạn Simpson bên Đức đã hỗ trợ cho mình bằng cách là tặng cho mình rất là nhiều cái phụ tùng Simpson để giúp mình đưa lại cái xe của mình trở lại điện zin nha các bạn. Đó thì điện zin nó sẽ như thế nào, điện zin tức là nó, các bạn sẽ xem chi tiết ở trong video này. Đó thì tất cả những cái link video này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha, các bạn có thể xem. Đó rồi, nhưng mà nó có một cái như thế này các bạn, là điện zin á, thì cái dáng nó đúng zin rất là đẹp nhưng mà nó khá là phức tạp, với lại là những cái phụ tùng của nó cũng đã cũ rồi, cho nên là đôi khi nó gây ra những cái là bị chập mặt, nó rất là dễ bị hư. Cho nên khi mà bạn nào mà chơi điện zin á là phải đầu tiên bộ điện rất là kiểm, phải là 3-4 triệu trở lên đó, đó mới là thì đó là vừa rồi gần đây nhất là vào tháng 4 vừa rồi, thì đó là anh bạn biết thấy là cái video vừa rồi mình vừa mới lúc gần đây thôi, cho nên mình không cần phải để ở trên cho bạn xem. Đó là đấy, đến Việt Nam gặp thăm mình và đã lắp đặt cho mình bộ điện vét, và đó là lý do mà hôm nay chúng ta đã có 12V vét là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ review chiếc Simpson S51 đời 1989 12V vét như thế nào các bạn. Okay, mời camera em đến đây. Đây thì đó là đầu tiên các bạn sẽ thấy nè, là camera cứ việc quay cái mà mình kỹ nè, không cần quay mình nhiều đâu. Đây, đây là đôi đồng hồ. Thì đôi đồng hồ này á là các bạn thấy là nó có logo là ba quả núi nè, đó DDR. Xem rất là đắt tiền. Thì đây là cái đồng hồ này là do những người bạn bên Đức người ta tặng mình đấy. Nhưng mà còn cái đồng hồ tua ở đây á thì mình đã mua lại trên eBay với một cái giá nó mềm hơn, tại vì các bạn có thể những anh em người ta chơi mà đã chơi độc bộ luôn á thì ta có thể làm mua một cặp đồng hồ như thế này luôn, nhưng mà giá rất là cao nha các bạn. Đấy rồi, ghi đông thì vẫn là ghi đông phiên bản Simpson bình thường, chứ còn Enduro thì cái ghi đông nó cao hơn. Đấy, cặp cùm thì vẫn giữ nguyên cặp cùm zin. Đây. Đây, chỉ có những cái nút này, nút công tắc này á là nút công tắc là đã thay mới rồi các bạn, tại vì là nó đi theo cái bộ dây điện. Đây thì bộ dây điện này á, mình đây cameraman mình, bộ dây điện này nó hay một cái là nó giống như bộ dây điện Honda của mình bây giờ đó các bạn, là nó đi suốt từ ở trên này chạy dài theo cái sườn xe xuống tới dưới luôn, và tất nhiên nó sẽ có những cái nhánh để đi vô ổ khóa, rồi những cái nhánh để đi vô cùm công tắc này nọ luôn đó, cho nên lắp đặt rất là dễ dàng hơn là dây điện zin đó. Nhưng mà thật đáng tiếc là hiện tại là bộ dây điện này á người ta đã không có sản xuất nữa. Ổ khóa thì là ổ khóa là mình xài ổ khóa zin nha các bạn, tức là nó sẽ có ba nấc, nấc không là tắt máy nè, đây nấc nấc một là mở để mà đạp, rồi nấc số 2 á sẽ là mở đèn, nấc số 3 sẽ là
dùng để khi mà chúng ta gặp sự cố trên cao tốc hay là ngoài đường á, mà vào buổi tối thì các bạn sẽ mở nắp cửa để cho xe người ta thấy, người ta né và đèn trước, đèn sau và đèn trước là đèn sáng. Mình xài nguyên điện thì một số anh em người ta có thể chế lại thành công tắc Honda cũng được. Tay côn với lại tay thắng là đúng đời 1989, tại vì từ đời 1988 trở về trước á, thì là của nó sẽ là nhỏ hơn và mỏng hơn chứ không có như thế này. Rồi bao tay hai bên, tay nắm quả na, tay nắm quả na chân. Rồi cặp gương, cặp gương này cũng vậy, tại đúng cặp gương của Thiên Xanh luôn, và tất nhiên là hàng replica sau này thôi chứ không phải là hàng riêng. Cặp gương riêng bây giờ trị giá rất là cao các bạn. Gương này là đèn pha HS1 và đời 1989-1990 á. Đó là nó sẽ có một cái lằn ranh ở phía giữa nè để phân ra cos pha. Đáo đèn cũng vậy luôn, đáo đèn 1989 có hai nhánh đưa vô, đưa dây điện vào. Tại vì nó sẽ sử dụng hai đồng hồ, mình làm dọn theo dáng cơm kho. Chứ còn nếu mà đúng theo 1989 bình thường đó, là nó chỉ có một cái đồng hồ bên công tơ mét thôi. Và mình rất là thích dáng cơm kho nên mình dọn dáng cơm kho. Rồi khô khí ẩn giữ nguyên là phục pin, lò xo trong. Rồi đây, test cho phục cho bạn xem. Đó. Nói về cuộc của Xuân Thanh thì đó là không có một cái xe nào mà gọi là nghĩ mà bao cấp nên như vậy. Đó là theo cả các anh em chú bác mà đã kinh nghiệm là chúng ta đánh giá như vậy các bạn. Cái độ đúng của nó rất là tuyệt vời. Đó thì đây là cái cuộc trước. Thì một số anh em người ta có thể lắc bằng một tay như thế này. Đó. Ở đây thì mình chỉ canh được như thế này thôi. Đó. Cái mirror này cũng là zin luôn. Zin tất nhiên cũng đã sơn lại các bạn. Nói chung mình dọn lại mình phải sơn lại hết rồi, chứ không có để nguyên được. Nguyên bản là các bạn thấy ở cái video mà ngày trước mình rước em nó từ ngoài Bắc về đó, là nguyên bản cái nước sơn zin đó thì nó sẽ bị xét nổ theo thời gian. Đây, vành bánh nan hoa này nọ là sử dụng zin hết. Vành là vành nhôm nha các bạn. Đây vành nhôm thì khi mà các bạn mà quay như thế này nè, nó quay hoài luôn, lại rất là nhẹ nha. Đó, nó cũng hay cái gì đó, sinh thân ở bạn quay một cái là quay hoài vậy đó. Rồi nó chiều luôn cũng được nữa. Mà thôi mình đang quay thì mình đã lạnh. Đến với cuộc sau thì theo đúng với đời 1989 á, thì cái cuộc của nó sẽ là như thế này nè các bạn. Đó thì á là lúc mà mình rước em Simpson của mình từ ngoài Bắc vào á, là đúng giữ nguyên cái mặt cuộc. Thì mình lúc trước mình vẫn còn giữ cái cặp cục đó, nhưng mà bây giờ mình đã chia sẻ lại cho một số anh em người ta cần rồi, tại mình cũng không sử dụng nữa mà mình đổi lại thành cái cục này. Tại cái cục trước á, cục riêng của nó đó, là anh em ở ngoài Bắc chắc người ta chở hàng cho nên người ta đã đổ lên, người ta đã hàng vô rất là nhiều cái con tán để người ta đổ cho nó cao lên đó, để người ta chở đồ này nọ, cho nên là nó cũng không có còn cục tốt nữa. Nên là sau khi dọn xe mình đã dùng cục này. Cục này là cục của Comfort. Đó, của Comfort thì mình sử dụng là loại cục là cũng là replica thôi chứ không phải là cục nhập bên Đức. Tại nhập Đức đó là một bộ cục cái này rất là mắc nha các bạn. Còn đây là nó cái giá sẽ mềm hơn, nhưng mà mình vẫn sử dụng tới giờ là cũng là gần 5 năm rồi, vẫn êm các bạn. Đấy. Đây cái này gác chân sau cũng riêng luôn. Rồi vành bánh là dơ sau đây, rất là nhẹ nhàng. Thắng sau nè. Đó. Rồi, trên đây là chiếc yên. Thì là chiếc yên này thật là vui khi là mình sở hữu nó từ một người anh có cùng quê hương với vợ mình luôn tại Thanh Hóa, mà người anh này cũng khá là nổi tiếng trên hội Simpson Việt Nam, tại vì anh ấy là chuyên gia công yên Simpson luôn. Các anh em mà chơi Simpson mà sử dụng yên nội đó là thường thường đặt từ anh ấy. Cái anh em lên trên hội Simpson Việt Nam là gõ yên ra là sẽ thấy là sẽ ra tên của anh ấy nhiều, yên gia công yên. Chứ còn một cái yên mà các bạn có thể nhập bên Đức về nhưng mà giá là không hề rẻ, thì đây là giá rất là mềm luôn, mà mình sử dụng tới bây giờ là cũng 4 năm rồi. Thì cùng lắm thì nó hơi xẹp xuống thì chúng ta có thể đi mình làm lại thôi, tối gì đâu.
rồi đèn hồng, đây đèn hồng của cái logo này. Đó. Đây đèn hậu này, cái nắp đèn hậu này là do Kristen tặng mình ở trong cái video kỳ trước, thì các bạn sẽ thấy được đây là nó sẽ có cái mà soi biển số luôn. Thì nếu mà đúng riêng là xưa thì không có cái soi biển số đâu, cái này là sau này người ta làm sẽ có cái soi biển số khi các bạn đặt thắng. Bốn xi nhan, bốn xi nhan trước sau là mới nhưng mà là hàng replica, hàng made in China luôn, chứ còn mình không có sử dụng hàng mà nhập Đức. Hàng nhập Đức là có luôn các bạn, nhưng mà giá rất là cao, bốn cái xi nhan có thể là lên tới 1 triệu mấy đó, nhưng mà ở đây mình sử dụng hàng replica made in China thì giá nó sẽ mềm hơn hẳn luôn, nhưng mà không sao, vẫn sáng bình thường. Khi nhìn vào chiếc xe trước mắt chúng ta sẽ không bao giờ mà không thấy đó là bộ mình cớp. Đây thì bộ mình cớp thì mình xài bên này mình chọn rồi, mình đã gia công lại của Việt Nam rồi, chứ còn lại nếu mà mình riêng có sẽ là mình phẩm nha các bạn, mình phẩm thì cái giá trị rất là cao. Anh em người ta cũng sưu tầm hết rồi, giờ muốn người ta chia lại đó, cho nên đây bộ mình cớp thì mình đã cho sơn lại với đúng cái màu xanh đó, là cái màu của đặc trưng của xe Simpson nha. Rồi thì ở đây là mình cớp, là các bạn sẽ thấy ở nó sẽ có cái ổ khóa, nhưng mà là do mình cũng có cái ổ khóa, nhưng mà do một số cái sơ xuất thì là cái ổ khóa nó bị hư đi, cho nên tạm thời trong lúc mà lại mua cái ổ khóa khác đó, thì mình sử dụng cái núm bằng giống mấy chiếc 67 đó, cho nó tiện bật giặt thao tác hai bên cho nó nhanh. Chứ là đúng của nó là phía bên mà ổ khóa này nè là sẽ có một cái ổ khóa cớp để bạn mở. Để khi mà nhìn vào một chiếc xe cổ ngoài bộ phim cớp, cái mà phía trên ra thì một cái quan trọng mà người ta hay để ý nữa chính là chiếc bô này các bạn. Chiếc bô này là do những người bạn bên Đức người ta tặng mình đấy, chứ còn nếu mà nói chính xác ra là cái giá trị nó cao lắm, rất là khó để mua, nó có thể bằng một chiếc xe Simpson nát ở Việt Nam, xe không giấy đó đấy, để tầm tiền là cỡ 4 triệu mấy. Thì cái logo của nó đây, bô MZA có số hiệu đàng hoàng đấy, mỗi chiếc bô sẽ có cái số hiệu rồi. Và đặc biệt đây là một cái phiên bản, nó cũng gọi là phiên bản cũng khá là giới hạn, tại vì là bạn thấy nè, từ cái phần thân bô là nó xung đột luôn, nó không hề có cái mối hàn cũng như đa số những cái mã bô khác đó, thì cái này là cái điều đặc biệt. Lúc đầu mình cũng không để ý đâu, nhưng mà Kristen đã chỉ cho mình thấy à, đây là một cái điều đặc biệt, đây nó không có mối hàn đây. Khi các bạn sử dụng bô nội là sẽ có mối hàn, bô Trung Quốc cũng có mối hàn, và một số mã bô của Đức thậm chí cũng có mối hàn luôn, chỉ có điều là nó tinh xảo hơn chút thôi. Nhưng mà cái này thì đặc biệt cái là nó đi thẳng luôn, không mối hàn. Đây là mình đấm vô cái bô cho mình xem đó, để xem đây, sẽ có 3 phần: đuôi bô, thân bô và cổ bô, và nó nối nhau bởi cái khóa cổ bô đây. Rồi cameraman đến đây nha, đây cặp dè trước sau đều là zin luôn. Đấy. Thì tất nhiên mình cũng đã sơn lại rồi, thì tới thời điểm này thì là nó đã hơi bị mục ở chỗ này, thì sắp tới chắc mình sẽ phải đi làm đồng lại với lại sơn phết lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần động cơ nha. Rồi thì chiếc Simpson S51 của mình là vẫn sử dụng là động cơ 50 phân khối, không có độ đẻo gì hết các bạn. Đây cục hơi này là nguyên một cái bộ hơi, này là bộ hơi MZA nè, standard tức là code 0 đó, 38 mm đấy, cái tông 38 mm đó. Rồi ở đây là cái lốc nồi là bộ ly hợp, thì cái chuồng heo đó, trong Nam ta gọi là cái chuồng heo, ngoài Bắc ta gọi là bánh răng lớn, bánh răng nhỏ đó, là sử dụng là bánh răng lớn là MZA, bánh răng nhỏ cũng MZA luôn. Và đặc biệt là xài bộ ly hợp là bộ ly hợp 5 lá đó, là mỗi Chris đã tặng cho mình bộ ly hợp này. Bóp thì nó rất là đậm tay các bạn đó, cần số nè, cần số zin mã lại. Còn cái giò đạp này là giò đạp MZA mua mới. Rồi còn các bạn sẽ thấy cái khóa xăng này thì là cũng là mua mới luôn.
thì bạn thấy là nó có cái cốc lọc trong suốt này, để mình thấy được nè. Ngay cái lọc xăng cũng vậy luôn, lọc xăng Kajima đó, rất cũng khá là đắt tiền rồi. Bên mình xăng to, bên xăng to là xăng TPS 16N111, đúng là dành cho Simpson S51 luôn các bạn. Đấy. Rồi bộ dây con, dây la, dây nghe đó là đều là sử dụng là dây của MZH luôn, nên chất lượng tốt. Thì cái gác chân, này là hàng gia công của Việt Nam các bạn, chứ không phải là hàng zin đâu. Đây thì là có cái chống chân chống phụ này, nên thì ở Việt Nam mình bạn thấy là hay để chân chống nghiêng, cho nên là giờ ta gia công cũng gắn luôn chân chống nghiêng. Chứ còn nếu mà đúng của Simpson là sẽ không có chân chống nghiêng ở đây nha. Mà cái chân chống nghiêng á, nếu mà option muốn lắp thêm á thì là bên đó người ta cũng có luôn, nhưng mà nó sẽ là tích hợp vô cái bát tâm sơn luôn. Đó là ở đây nè, gạt chân chống nghiêng ở đây, chứ còn không không có phải là ở đây đâu. Rồi, ok. Rồi cái này là cái đẹp stop ở phía sau khi mà đạp thắng chân. Đó, đây thì cái thắng chân là bạn thấy ở phía bên kia. Đây là cái đó, hộp xích. Hộp xích là nằm ở phía bên tay phải nha các bạn. Đó. Ngược lại cái dò đạp là cộng số là nằm phía bên trái luôn, cùng là phía với nhau. Rồi. Nó cũng ngược với lại xe Honda của mình, một cái là một liên hợp của Honda thì thường nằm bên đây, mà của Simpson bên đây sẽ là mâm điện. Đây thì vép là nằm trong đây. Đó. Còn bộ liên hợp là nằm phía bên kia. Sử dụng nhớt hộp số riêng, nhớt pha xăng riêng, nhớt hộp số thì sẽ sử dụng nhớt đặc 80W90 hoặc là nhớt bình thường giống như xe số của mình thôi. Đó, dung tích là 400ml, còn đây là sử dụng là nhớt pha chỉ xăng. Ok, thì nãy giờ là mình cũng đã giới thiệu qua các cái phụ tùng hiện đang có trên chiếc Simpson S51 đời 1989 vét của mình. Thì bây giờ đến một cái phần mà mình nghĩ là các bạn rất là nôn nóng để xem đây, đó chính là khởi động chiếc xe và nghe xem cục máy như thế nào, như bộ điện như thế nào, và test các chức năng cho các bạn xem ha. Ok. Rồi giờ đầu tiên là mở khóa xăng. Mình để là cũng cả tuần nay rồi, thì để thế thôi. Xem đạp một phát có nổ không, nếu không là phải kéo e đó các bạn. Rồi camera men đi một vòng. Cố dừng cao tốc là bạn mở lên để cho xe người ta thấy tất cả. Rồi ok. Ok, giờ mình nổ máy, mình chạy một vòng cho bạn xem.
vừa mới review chi tiết cái xe Symphony S 51 đời 1989 12V BEV của mình ha. Rồi thì là qua video này mình cũng rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của trên kênh của mình và trong suốt những năm qua, tính tới thời điểm này là cũng là phải nói là gần 6 năm rồi. Đấy. Thì đó là những cái subscribe, những cái like của các bạn đã giúp cho mình có thêm nhiều động lực ra được nhìn những cái video hay hơn. Và quan trọng qua video này rất là cảm ơn anh em chú bác cùng đam mê sinh thân, không cùng đam mê sinh thân cũng đã hỗ trợ mình rất nhiều từ ngày đầu trước em nói từ Hà Nội vào đây. Đấy, cái xe này là rất là nhiều người đã cùng chung tay vào để dọn xe này, nên đó lý do tại sao đến thời điểm này rất nhiều anh em người ta muốn mình nhượng lại, nhưng mình không nhượng lại là như vậy, là mình vẫn giữ nguyên cái biển số Hòa Bình 28, tại vì mình muốn là giữ nguyên cái kỷ niệm của nó như vậy. Rồi thì hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo ha. Rồi, bye.